Chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mini Gua. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello mọi người. Đó thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái mini game các bạn ơi. Các bạn thấy không, rất là nhiều Lucky Block xung quanh mình đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc chiến ở trên đảo gọi là Lucky Block các bạn nha. Đấy, ngày hôm nay là sẽ xem nào. Ủa chia team thì mình với Pixel một team à. Ủa ơi, Kiên với cả Bí Ngô hình như mỗi người một team, còn thanh niên Zeno với cả thanh niên Khang hình như một team bạn ơi. Đấy, đấy thì đâu xem nào, thời gian là đến bao giờ đồng hồ báo đến 30 phút. Đấy, phút thứ 30 là gọi là sẽ ấy nha, sẽ tính điểm nha. Đấy, team nào nhiều điểm hơn chiến thắng. Đấy, đại khái là như thế các bạn ơi. Đào đi, đào đi, đào rồi, đào đi, thoải mái mà đào đi. Let's go. Đúng nghĩa nên sang bên kia đảo, bắt cua sang bên kia đảo gọi là được nhiều cái lucky block xịn nhỉ Pixel ạ. Đây, đi. Chúng ta sẽ đi đào những cái loại lucky block đây, chúng ta sẽ có những cái rồi. À, con giờ kia có cái gì? À, tôi có áo giáp các bạn ơi. Tôi có áo giáp xịn ngay. Đào nhanh. Đọc. Thanh niên có ấy đấy, có hình như là có đồ xịn đấy. Chạy đi, trốn đi. Trốn đi. Ui giời, sấm sét luôn bạn ơi. Ủa cái này đọc không nghe. Có súng rồi. Ờ. Chúng ta có súng các bạn ơi. Đúng rồi, chúng ta chiếm cái khu này đi. Đúng rồi, chiếm. Có chứ, tìm gì mà bắn làm gì. Khiên bất tử à. Ui, có khiên bất tử này. Khiên bất tử rồi. Cái này chỗ này của ta. Ui ai à, ui thiên nhiên thiên nhiên Khang có quả súng thì bắn một phát đầy lùi ghê lắm. Ui súng siêu cấp VIP Pro à, mình xem có hả? Có chứ, siêu cấp VIP Pro này, chúng ta phải chiếm cái khu này. Siêu cấp này không cho đào. Ok ai à, thiên nhiên đào. Ui cho đào này, thôi đi đào nhá, thôi không nghịch nữa, không đi đào này. Lại có vụ đấy à. Ui cái gì đây, nổ thân ạ. Ai hút được. Bắt cóc phải nha. Ui nổ thần ghê thật sự bạn. Nổ thần. Nổ thần đây. Ui đi đây. Quả nổ thần ghê đấy các bạn ơi. Chưa tính điểm mà bác. Nổ thần này hơi giật các bạn ạ. Con trời yên này. À đâu có con trời nào đấy, con trời nào đứng. Bắn sướng lắm lúc này. Sướng lắm à. Ui đấy nha, đây Noob đang có rất là nhiều. Đây là một cái kiếm lửa, kiếm đá lửa. Ui, Win 94 này các bạn. Giá vợ, đây nha. Ok, đây. Chết chờ, Noob bị trốn chung này. Đó, sao nào, Win 94. Thế rồi. Ê, bị mắc đây, bạn này không lên được. No. Ôi, trăm điên ạ. Ôi, sao Kiên toàn đào được phân động vật đấy. Thế à, đen thì chịu thôi. Đây là cố kỳ đấy. Hãy sử dụng nó đi Kiên. Cái khẩu này bắn khó chịu quá bạn ơi. Bắn quả không biết nhảy. Ui thôi. Khẩu của thanh niên Khang thì bắn được theo kiểu nó đẩy lùi các bạn. Ok. Không phải. Tôi phải ăn cái này mà. Cái nào mà chẳng bước được. Cả ăn bước làm sao được. Có súng phun lửa. Đi. Lên súng phun lửa. Phun nè. Nó phun beautiful here đây. Phải ra hỗ trợ. Phi tiêu. Sẽ đào hết. Hết đống lúc kịp lóc. Ta sẽ đào hết đống lúc kịp lóc vào vòng đi. Ồ, có cái bánh này ăn cho tí hơn. Đúng rồi, ăn đây. Ăn vô. Có đi nhờ xả đạn ghê lắm. Kiên đấy. Nè, cho bắn chăn chê thôi các bạn. Sợ gì đâu. Bị xeo gà mờ kìa. Ấy, tổ sức không đeo rồi. Chắc là rớt rồi. Nhờ, mấy chúng tụi này, lao mấy chúng tụi à? Ừ, đào trộm ấy. Ui, con giải này lên đây nhanh thế. Ui, đi luôn. Này. Đi luôn, hết rồi. Sao Khang bé thế? Ôi, súng bắn tỉa rồi, 100% uy lực rồi. Ok. Khang là bé mời mà. Này, giáp hỗ trợ à? Ôi, rồi, ôi, đây, bây giờ đến. Ô, này, ngô luộc. Ui, dồi ôi, cái khẩu này bắn. Ui, giời, ok, vẫn một hit các bạn ơi, được. Mấy cái khẩu ăn shot, ăn kill này tôi khoái đấy các bạn. Bình thường thôi. Nhân. Nhân. Ui dồi, khẩu này bắn. Nhân. Đâu rồi? Ồ, có lựu đạn nè. Nhân. Đâu rồi? Tầm này là núp ở nhà, núp phòng thủ. Ôi ôi, em bị rồi, em biến to rồi chứ đâu. Thấy nè. Đâu đấy? Ui thiên. Nhảy xong hết o luôn đi. Wow. Con giày kia bắn. Bắn cái bình thông cống à? Gì đồ. Bắn cái thông cống à? Nhờ này. Khá là cho con xin khẩu súng đi.
Đây đây đây, cậu sung mạnh nhất. Ok. Thế nhìn kia cứ đứng nấm nấm ở kia bắn làm cái gì? Ôi, từ nhà mình có thể mua được Lucky Block bằng có tiền là mình mua được các bạn ơi. Kim cương này. Có cái mua kim cương này thử xem được cái gì hay không. Ui trời ơi, ở nhà. Cân 2, cân 3, cân 4 à quên cân 2. À thế à, cân này đúng rồi, ở đấy một cân. Cân heo ở đây. Đây. Quá. Ui có gà này. Súng này vô hại à? Vô hại à? Súng này là súng trưng rồi. Bắn mạnh là súng nó mạnh lắm. Nha, có thịt gà đấy các bạn ơi. Tính ra mấy cái khẩu này thế nào? 20 đam mà. Nó cái là gà luôn ý kỳ. Này không biết xịn không bạn ơi. Phải bao nhiêu đam này? Scalar này. Ok chắc cũng xịn bạn. Nổ thần thì mình thấy là bắn nhanh thôi nhưng mà không ăn thua lắm. À cái này. Đấy, hết rồi đấy. Tính ra là hết đam. Mẹ ơi, kia có mìn đây rồi. Sao biết Michelle thanh niên dễ lưu hành à? Đúng không? Michelle đang thử khẩu 249 để bắn xa không bắn được. Ôi, bóng khói hẹn từ min ạ. Ui da. Ngô nè. Ở bí ngô rồi, thanh niên bí ngô rồi, trốn rồi. Con đang ở nhà, con qua đây. Hai con gà nhất rồi, mỗi người một team nè. Hai con gà, mỗi người một team bạn ơi. Ui dồi ôi. Cái khẩu này bắn hơi liệng bạn ơi. Cái khẩu này bắn hơi liệng. Ok. Đâu rồi? Ây à. Giờ Kiên đi bụi luôn à. Ui giời ơi. Đã chưa? Bạn biết gì chưa? Ui giời ơi, thì nhìn cầm súng lại còn lao súng vực cái gì chơi bời cái gì bạn ơi. Bất ngờ dưới này. Ở đây Pixel cầm 6 đồng ra Pixel quay. Đây, ra xong rồi Kiên nào. Ui, cái súng này. Cái này súng này bắn không được, không được. Ô, có đạo tiên này. Ui thế. Đúng rồi. Khẩu đấy phế lắm. Ui phế. Nó ai trong phế thì bắn mình luôn bạn này. Đâu. Sờ cá là đây. Cá là. Sao được ghê. Được bạn, cũng được. Nói chung là bắn cũng được. Bắn từ xa thôi. Bắn từ xa thôi. Đi bỏ tiếp. Ủa mẹ. Ui tìm 36 điểm rồi. Cái gì không cần không cần. Lúc có rồi. À lúc có à. Lúc không thiếu khẩu gì đâu. Khẩu này hay. Nãy giờ lúc đập quá trời lúc kịp lóc rồi. Này chúng tôi này. Nhờ mấy chúng tôi. Tiền. Ôi giời. Đây từ. Ui giời. Quá vì kép mở lửa này các bạn ơi. Rồi, nhưng mỗi tội là không dùng tiền để mua được thôi. Gì nó. Bắn đi. Bắn đi. Tạm thời đừng ai bắn Kiên nhá. Để Kiên tập thử cái lúc chim vào lúc này xem có xịn không. Lúc chim vào lúc. Lúc chim vào lúc chết luôn rồi. Đi luôn rồi. À lúc này lúc kia vậy. Ok. Tính ra khẩu sao là bắn cũng ghê đấy các bạn ơi. Người bắn. Còn 5 phút rồi. Kéo được block ấy, kéo block cho người khác là. Sẽ đi gọi là xeo này, kéo bì xeo gì kéo ai. Chúng ta sẽ đi gọi là tấn công bằng vũ khí cận chiến. Ấy à. Cái này đi hơi chậm quá. Đi rồi. Đấy à. Để cho kết nào. Bye bye. Ấy à. Giờ đây. Cười không? Cười. Ui à. À thanh niên. Ui giời ơi. Kéo à. Sao mình không có kéo nhỉ? Hay là. Đã không có cần cái kéo. Kéo. Đi đâu đấy kìa, đi đâu đấy kìa. Kéo đi hết. Cái khẩu ngắm ở trong này bắn khó các bạn ơi, khẩu ngắm trong này bắn khó thật đấy. À. Mọi người đừng có giết Kiên nữa. Ui giời ơi, khẩu ngắm bắn khó. Đi kêu thôi. Đâu rồi, con rời kìa. Con rời kìa. Ok. Bắn. Khẩu này vô hại rồi. Ôi bắn khó thật các bạn. Con rời Kiên còn một máu. Dớm hả? À, đây Kiên bắn. Ui giời. Ê à. Đây bắn. Ê à, cái gì bắn đẩy lui. Ê kìa. Bắn đẩy lui đấy. Đây súng của thanh niên là bắn gọi là nó kéo người lại đấy. Gì đây? Trời ơi. Ôi máu ạ. Nhọn này. Trời đây đến kéo luôn á. Tính ra cái súng mặc định này bắn rất mạnh các bạn ơi. Kéo làm sao được hả? Kéo làm sao được? Ôi giời. Kéo này. Kéo với chúng tôi này, có 3 phút thôi. Team mình là 44 điểm các bạn ơi. Có cái lỗ ở đây chắc là có sự sắp đặt không ạ? Xả đạn nhẹ nhàng các bạn. Nhẹ nhàng khẩu AK thôi. Có thể nhớ mình. Kiên có K98 rồi. Ui giật khẩu AK này. Nhẹ đi cùng nhau. Tao. Ô, ai đẩy tôi à? Thiên nhiên có hình nấp ở kia. Đứng đấy mà bắn. Ây da. Có hình nhiên nấp ở bụi cây bên kia kìa. Ây da, thanh niên bắn bóc lốc kìa. Nhờn, đi luôn, thanh niên Kiên đi luôn. Ngô Văn Bí ở nhà bắn ạ. Hai thanh niên đi phế thật. Hai thanh niên đi phế lắm rồi. Ủa.
Ai nhưng mà tính ra tính nha, nhưng mà thanh niên Bí Ngô tính ra được hẳn 21 kill nha, nhiều lắm nha. Có một người kiên thế rồi. Bây giờ kiên là đi tập trung mãi đau lúc kim block. Ngoài rồi thế nào có cái gì không? Chết nữa. Ngoài ai mượn đào chi? Ai mượn đào gì phải đi tấn công chứ game PVP mà. Ôi da. Ôi. Rất mực. Bắn, bắn. Cái súng này nó phải bắn gọi là chính của chính diện mặt giữa mặt lên thì mới được gọi 100 đam bạn ơi. Ô, cái súng này thế. Nào về đây này này. Nhờ mấy chúng tôi à. Rồi bắn gì kỳ vậy? Ô kìa. Mình chỉ đúng rồi ta. Ủa gì? À đây cái này giờ mới đúng nè. Đồ bắn thì đúng cái điều đúng. Ê à, ảo thế. Ê, đủ hết rồi. Ngô ăn bí ghê chơi. Kiên bắn đi chứ, bí nào. Bí đào. Bí đào. Ê à. Mình bắn hai bên kia thì không được, bạn ơi, hai bên kia xa quá. Như súng em bị gãy, bắn bị gãy nòng hay sao. Kiên khang bắn. Đứng trước mày rồi, em ở dưới này, dưới này. Đừng có mà khinh thường người khác. Kiên thích ăn mà. Thanh niên kia trốn kìa, đứng ở trong nhà kìa các bạn ơi. À thiên kiên trốn à. Thanh niên đứng trong nhà kìa. Ô văn bí nè. Ây da. Ô này. Ô ây da. Tay đạn lâu quá. Ây da. Tay đạn lâu quá bạn ơi. Ây da. Đấy thì về nhà hai đạn đi. Ây da. Quá ghê. Quá ghê gớm. Thôi. Quá ai hậu à như tí nhá Ngô Văn Bí bắn trộn phải thức mạnh yếu lắm rồi mà không bắn được, còn một phút nữa đây cái đạn nhở đèo bì ai hả à có tên hút mình á đây đây đằng sau này đằng sau này bắn nhở mấy chúng bên nào ạ nhở mấy chúng tôi này nhở súng kia bị gãy động rồi nhở mấy chúng tôi này nhở mấy chúng tôi này đi vào hành thanh niên ấy luôn. Nhờ mấy chúng tôi này. Đi đâu ra mà chưa. Còn 32 giây thôi anh em ơi. Ủa lại, cố lên. Nhờ mấy chúng tôi. Nhờ mấy chúng tôi này. Nhờ mấy chúng tôi. Mày là một quả gọi là triple kill luôn bạn. Triple kill luôn. Ôi giời. Ui, thầy nó chết ngoeo luôn bạn ơi. Tính ra là cái súng này nó bắn khó rồi bạn ơi. Sao súng này nó. Nhờ. Gấp. Ô, vẫn đi. Nhìn gì? Ê ơi, người đây. À. Gấp vậy. Gấp hết rồi. Chúng tôi này. Nhờ mấy chúng tôi này. Ôi cái súng mặc định nó khỏe nhất kìa. Súng mặc định, súng không sơn là mạnh nhất mà. Ôi giời. Ai ạ? Ui, team mình được 77 điểm bạn ơi. Sau gọi là đâu đó khoảng hơn 10 phút là 77 điểm. Đấy, thấy cũng xịn rồi. Tí này súng này mới là xịn nhất các bạn. Mấy cái súng kia là sơn mà tôi thấy là chả tăng tí đam đâu. Đấy, nó phế hơn súng bình thường. Ok thì có lẽ rằng là cái cuộc chiến Lucky Block đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh đồ với nhà và đừng quên là qua kênh của Tắc ở trong lúc tìm. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.